Hùng Vương Plaza đây. Đây là con đường từ Hồng Bàng đâm thẳng qua con đường này là đường Nguyễn Kim chạy thẳng, nhưng mà ẻm giăng dây rồi giờ không có xe máy đi qua đây được. Mình đã lọt cái thưa bắp chui. Trước mặt là Đại học Y Dược. Ở trong nhà thì thấy không dám ra khỏi nhà, ra đây sao thấy đông dữ vậy. So với ngày thường thì giảm được so với ngày thường thì giảm được 70-80% dân số ra đường. Đây là chỉ còn là 20% thôi. Trước mặt là Đại học Y Dược, bên kia là Bệnh viện Đại học Y Dược. Trước mặt là Đại học Y Dược, còn là Thiên Thần áo xanh không. Thiên Thần áo xanh với Thiên Thần áo trắng. Đường này đường Tản Đà. Này cổng sau, cổng số 5 của Đại học Y Dược. Cổng ở trước kia là Đại viên Tần Âu Sao Năm. Khu vực này có nhiều cái gành xe á, nên nó cũng đông lắm. Ở đây là bãi giữ xe dành cho những người ta đi khám bệnh. Đó, thấy chưa? Gành xe hàng ở miền Tây lên. Quá trời luôn. Đường này là một cái con đường mà chuyên Đặng Thái Thân chuyên bán về thuốc. Sau lưng bệnh viện Đại học Y Dược. Nhưng mà giờ đóng cửa rồi. Hồi trước là đông nghẹt luôn á. Hàng hóa của gành xe về đông lắm nè. Siêu thị Vinmart về tới trong chờ vào ông siêu thị Vinmart. Cái ông siêu thị kia đông quá trời. Mùa hoành xe nó về hàng nhiều quá. Đây cổng sau của Đại học Y Dược. Đường Tản Đà thì có một khúc nhỏ vậy thôi. Cắt ngang kia là đường Nguyễn Trãi. Đây siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5.